đè cái nụ này. Đang test nổ. Mười tám bốn ba mươi. Bảy tám bốn ba mươi. Bốn mươi thì gửi cái ta long, cái ta long bắt. À cái vỏ này bây giờ. Rồi, cặp kiếm luôn các bác nhé. Và đi kèm một dàn chảo 6. Một dàn chảo 7, 2, 4, 6, 7 luôn các bác ạ. À. Chảo 7, em xin lỗi các bác. Dàn chảo 7 và một dàn chảo 3. Hai thùng dầu. Dàn chào bảy đi kèm.
Dàn chào bảy. A74. Dàn chào bảy này. Ok, đã nâng chảo lên các bác nha. Các bác cùng em xem bác thợ thao tác nha. Em hôm nay dẫn khách đến xem em ở BZ đấy, này đấy, các bác cùng em thăm âm. Tắt rồi anh ơi, tắt đi, tắt được rồi. Rồi. Và tiếp tục hôm nay Lê Tuấn lại dẫn một vị khách đang đam mê xe dòng Belarus MBZ đó nha. Và qua kênh của Lê Tuấn thì chủ nhà điện Lê Tuấn đến để review lên bán chiếc xe Belarus 570. Vỏ cái là 18430 và cũng như test nổ vừa rồi các bác biết là có cabin. Và thứ hai nữa có dàn chảo 7 và có dàn chảo 3 ngoài này. Các bác này. Đây các bác. Hên quá, rất gần các bác nhà, dàn chảo 3 này là xịn sò luôn của A74. Dàn chảo 3 này chiều ngang của nó vành. Cái vành của chảo 3 là nó 72 các bác nhá, 72. Đấy. Khủng khiếp. Đấy thì em lên chiếc xe này là 3 ngày nay em lên lại rồi. Và chủ nhà thì vẫn nói với chúng ta là giá 105 triệu. Đấy các nhá, 105 triệu. Rồi các bác, bác nào có thiết tha yêu dòng Belarus và cũng như em và BZ như chiếc xe này. Đấy. Này, ok. Rất là khủng khiếp. Đó nha. Này về rửa sạch đi rất đẹp. 18430 vỏ cái. Đấy. Cũng như tất cả các em khác siêu mẫu Belarus. Hôm nay tắt đây đi em ơi, quên hết bình em ạ. Đấy, đôi khi quên cái hết bình cái này. Ui giời. Bình 200. Bình 200 nhìn hết hồn rồi. 200 ampere để có một cái công tắc riêng này. Đấy. Xe hầu như là khô ra các bác nhé. Đấy, khô hết. Nói chung trong quá trình sử dụng thì nó cũng đã đi với thời gian, nó cũng đã lâu lắm rồi các bác nhé. 86 năm 86.
thở nhẹ rồi nó đang liền. Ông chỉ quen rồi, chứ là không quen cái người lạ lạ. Rồi một dàn chào bảy thì xịn xòa các bác nhé. Đấy, dàn chào bảy thì cực kỳ ngon. Đấy, còn 65 vành đai, nói chung còn rất ngon. Đấy, đấy dàn chào bảy kèm theo hai dàn. Dàn chào bảy và dàn chào ba. Các bác đẹp lắm. Dàn chào này thì hết thuốc rồi. Em nói bạn dàn chào này mà em mà bán thì là 18-19 triệu rồi. Rồi, các bác nhá. Tuyệt vời luôn. Em đã thử cho các bác rồi. Đấy. Đấy, là thôi thì có giấy tờ luôn, 61 luôn có nhá. Có giấy tờ. Đấy, và cuối cùng thì cho em xin phép chân thành cảm ơn đến các bác. Nếu các bác nào muốn mua Belarus thì điện thoại cho em, mà các bác muốn bán bất cứ một dòng xe nào, chào chiếc các bác điện cho em 0394 326 198. Nếu như các bác cần đến em thì em đến review và trước sau có nhá. Nếu như các bác mà hợp lý thì bán được nhanh, còn không mà cao thì nó chậm một tí, lâu lâu mới có khách, nhưng mà em sẽ bán được ngay cho các bác để các bác lấy tiền của bác giải tết. Và đây cũng như một người em, một nhà rất đẹp đúng không ạ, rất là lịch sự đại gia đấy, nhưng mà vì không làm nữa, cũng vì chơi gái nhiều quá cho nên là thôi, bị sụt lưng. Tất cả những anh em Belarus chúng ta cẩn thận, không nên mê gái nha. Chỉ mê xe thôi, không được mê gái các bác nhé. Rồi cuối cùng gần Tết rồi, em cũng cần kề, mùa xuân đang đến gần. Mùa xuân ơi, ta mang mùa xuân đến trên môi cười, đúng không ạ? Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hẹn các bác video sau.